ở Việt Nam mình ha. Bây giờ đó là nó cháy bắt lên đây, cái lửa gần bắt con ở Cần Thơ nó cháy, rồi ở đường cao tốc bên Sài Gòn nó cháy, cháy cái bằng nó cháy bằng hay là đường nó tới luôn, còn nhiều chỗ lắm nó hết đâu, đó còn nó lửa cháy nữa, đó còn mặt trời hai mọc hai mặt trời nữa. Nhưng mà bà ôm cái thiên cơ mà bà nói à, bà đóng tài luôn, bà nói gì nè, bà nói hãy yên lặng để nghe nó gái tiền cổ máy thiên cơ hãy hàm người khôn thì nghe nói ngẩn ngơ, người ngu nghe nói mãi ngờ cùng điên, ngờ đức thầy vậy đó, nói cùng nói điên vậy đó. Nhưng hôm nay mà bây giờ cái thời đại bây giờ nó cháu hỏi vậy thì nó đúng rồi, con ve nó không có gái đâu, mà chừng nó gái như gái điều trời trên. Bây giờ cả ngoài nước trong nước gì bây giờ nó gái điều ở trên, chứ ngày xưa chừng mấy chục năm, hai ba chục năm, mình mấy năm trước con có thấy có cái gì đâu. Mà hôm nay ve nó gái rồi mà bác Năm nói, bà nói cậu giảng đó mà chưa bình tới bây giờ. Mà hôm nay Út mới thấy thời đại này, Út mới thấy cái câu giảng của thầy nói là nó đã tới đời rồi, nó ve nó gái rồi, giờ đây hãy yên lặng để ve nó gái đi, nó gái điều gõ máy thiên cơ, cái này là nói thiên cơ đó. Bây giờ nên là mình nói trong nước của mình trước đi. Bây giờ là Beretta nó đào cái kinh, nó múc cái kinh chỗ đi ra chỗ đốc đó, ra sông Hậu, sông Cửu Long mình nè, mà nhà nước mình bây giờ người ta không có cho, mà bây giờ là phát hiện là người ta cho, không cho nó múc đó. Nếu mà nó múc á là cái đường thông hơn, cho cái đường thông nữa chứ. Hồi đó ông Sen ông chạy dặn con bót quánh ổng đó, hay mà đổ qua ông chạy gần 6 ngày trời mới xuất tới Việt Nam đó, ông cầu cứu Việt Nam lên giải phóng của thằng con bót đi về nước cho anh ấy đó, rồi cứu ổng y mà ổng, ông bây giờ ổng mà quốc tế, nó thật sự quốc tế là nó quay là ông Sen á, cái đét á, hai người nó xích lại gần rồi, thằng Trung Quốc cho tiền, đưa tiền cho nó đó, nó mượn tiền thằng Trung Quốc nó múc con kinh đó ra, hiện giờ đang dậy sống rồi, nhà nước mình không có cho, bây giờ mình lên đọc công đức gần thì ngày nào cũng mất cái kinh đó, là không có cho ông Sen á là múc con kinh đó đó, kinh trên chỗ ra cho đất đó, đó bây giờ nó dữ dội rồi. Bây giờ thì còn thêm nữa, thêm bây giờ là ở nước ngoài á, là Đài Loan á, nó bị rung lắc, nó sụp đổ, và Nhật Bản cũng sụp đổ nữa đó. Bây giờ nó ghe nó gái, muốn gái điều hết trơn luôn, bây giờ nó khổ dữ lắm rồi. Bây giờ á là còn chiến tranh thì thôi, vậy bắt lên nó kêu tối ngày luôn, chiến tranh bây giờ dữ lắm luôn đó. Bây giờ tôi cũng nói chiến tranh hoài, giờ thôi tôi ngưng đi nói cái Đài Loan, mà bây giờ cái đời nó giả tạm không. Quý vị nói nhà lầu cao không của mình không, mà giận sụp vậy đó, quý vị bắt tự sự luôn quốc tế, quý vị coi đi, thầy không nói khắp thế giới cửa nhà tăng đó, thành ra nó là mắc chừng ngoại quốc thảm thê, nước Đài Loan nó giàu, Nhật nó giàu, nó cất nhà cao cửa rộng chắc chắn, mà bây giờ sụp đổ sạch trơn, không có cái gì của mình hết trơn. Còn ở Việt Nam mình ha, bây giờ là nó cháy bắt lên coi, mình thấy như lửa trên bắp mình coi, ở Cần Thơ nó cháy, rồi ở đường cao tốc lên Sài Gòn nó cháy, cháy với bằng nó cháy với bằng hay là đừng có nó tới nữa, còn nhiều chỗ lắm nó không hết đâu, đó còn nó lửa cháy nữa, đó còn mặt trời thì hai mặt trời nữa, có một trời hai mặt trời luôn là từ đời nó quay cho mình những chiến cho mình thấy luôn, hay tôi đạo nói nó nghe. Bởi vì tôi không muốn nói đạo nữa, người ta nói đạo cái thí dụ tôi đang nói gì là chứng minh là có hai mặt trời rồi. Còn vậy ta mới ham để nó nói mình ngồi nó thiên cơ hoài à, rồi mình nói nước khô hạn hán bị nó quay một cái cho mình thấy nước nhà thằng kia nó gỡ lên như mấy gạch tàu vậy đó. Ví dụ như đây rồi mình nói vậy, mình nói dốc mỡ, còn nói cái nó dẫn chứng vậy biết sao biết nghiêm, mà người ta nói không, cái cơ nó không có chìm là sao mà cái ngừng hoàng vàng nó quay, nó biết cho quay nói gì à, mau thì nó quay cảnh rồi mau một cái hai cái cho nó thấy thực tế chứ, đấy nó nghiêm nó dốc sao. Bởi vì con sư bạn bè con cháu gì họ cũng cho tôi nói nữa, nói không ai quay, nói quay không chứ không có chứng minh gì chân á, rồi tao nói mình nói dốc con mà. Rồi vợ nó cấm mình nè, ở đây giờ cũng khô nước rồi đó, ở nước Cà Mau bây giờ tới nó cấm nè, thật cũng coi cái clip ở nước cấm là cũng khô hạn luôn, cái lòng mặt cái dưới nó không có nước nữa rồi sao mà có nước,
đó. Còn ở chỗ Tiền Giang đó thì một Tết mà nó đi đưa nước kêu lên cái bàn để lỗ nước tới tới tháng trên đầu gối đứng ăn cúng ngồi giái đứng dưới nước ăn gì nè. Rồi quý vị thấy khổ không? Xe thì để ngoài chợ đi ra mới chở xe nó đi rồi mấy con đi học, chứ trong nhà ngập lụt đâu có để xe được đâu. Và cái chỗ thì nó nước gì đó, còn cái chỗ nó khô hạn bây giờ á, Facebook nó quay cái thằng này buồn không bụi nói Sài Gòn nó về á, nước ngoài bây giờ cho tiền nó dữ lắm mà nó mua nước lên vô đồ mấy trăm một khối luôn. Coi cái clip mấy người đó tôi ham coi lắm, bây giờ tôi ít nói chuyện lắm, tôi ham coi người ta cảnh khổ đó, mình thấy cái đời nó khổ khổ ít này đẳng cấp chỉnh tầng rằng thiên định cùng đời sắp hạ rồi. Thành ra bây giờ ủa sao mấy năm gì trước mình không có thấy cảnh nào mà khổ, mà Đức Thầy ông nói á, năm thìn á đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê nha, nhưng mà chưa có máu đào, nó đào nước ngoài nó máu đào, chứ còn mình đây là thiên tai không mà, thiên tai là khổ này khổ nọ không mà, chứ mình chưa đâu, mình chưa có thiên tai đâu, mình chưa có chiến tranh giặc giả đâu. Bây giờ ra chừng nữa năm thìn trở đi đó, đi qua năm tỵ đó quý vị thấy chiến tranh không có ngưng đâu, mới có đầu năm thìn mà bây giờ quý vị thấy nó khổ đủ thứ chân rồi, hỏi khổ để làm cái gì, mình thấy khổ để làm cái gì, mình coi rồi mình thấy đời nó tạm dạ. Nhưng mình ở đây tự nhiên khô nước rồi, mấy trăm ngàn khối tôi tiền đâu tôi mua. Thì bây giờ nước ngoài tôi quay đó, tôi quay cái mình đem nước lại, mình xịt thùng rồi mình hứng, có người mua rồi, nợ tài trợ rồi, người nước ngoài tài trợ rồi. Đó là tài trợ trong nước mà nước ta giàu có quá, rồi thấy cú đói, cú khát. Dừa từ ấy là chặt xuống không có nước đâu, chứ nó không có nước rồi nó đâu có sinh sản trong trái dừa có nước đâu. Nó chặt cho mình coi đó, dừa khô quá, bây giờ phải lan cũng vậy nữa. Phải lan bằng được mà bán có 2.000 ký. Ta cũng quay cho mình thấy vậy, đời nó khổ rồi. Nhưng mà người ta nói, người ta nghỉ chồng rồi, ta là lỗ người ta nghỉ rồi. Nhưng mà có cái ông đạo khuyên mà, ông khuyên đừng nản lo chồng đi mà không biết câu giảng chứng minh. Ông chứng minh vô đi người ta mới vô người ta chồng. Ông Tứ Thánh ông nói là phải lan lại dưới phay mì đến khi tầng khở độ thì không ta. Thấy phải lan vậy mà ngưng là người ta nói ta nghỉ chồng là mình gầu rồi đó. Phải có phai lang là ruộng lúa bây giờ nó khô cạn rồi, nó không có bằng được rồi, có đâu mà bán gạo cho mình ăn. Thầy nói thêm gạo lúa lại tăng giá mắc rồi, nhìn cuộc thế đổi thay quá gắt rồi, máy thiên cơ mỗi phút mỗi thay rồi, bây giờ mình thấy mình có gạo ăn mốt là không có gạo ăn đâu. Nẻo thạnh si như thể tên bay mà đường dinh dục của mai một lát, ai phú quý vào đài ra cát ba kinh khùng thương hết thế trần. Bây giờ ra là mình thú quế vậy đó, mình có nhà cao cửa rộng, có xe du lịch, có tiền có bạc, mua nhiêu không được gạo. Nhưng mà người ta nông dân người ta hận không được, chiến tranh giặc giả xăng dầu nó lên giá mắc mỏ, rồi nước nâu nó khô cạn lực rồi, đâu mày bơm nước vô thằng nông đâu mà gạo ăn. Bây giờ Đức Thầy ông nói không có gì là không có chứ, Đức Thầy tiên tri nói trước là bao nhiêu năm rồi mà hôm nay nó bắt đầu khởi lên là bắt đầu khổ thôi đó. Rồi cái sột sột nhà sau mụ rét rét nồi, ông chồng quần áo rách lâu thôi, bầy con ngơ ngác đòi sơi bữa, lũ nhỏ dành nhau lắm chỗ ngồi, khua đũa mèo muôn ngờ chủ thạo, muốn rơi chó dện tưởng cho mồi, lầm than đói khó nhờ tay ách thở kẻ sang giàu cứu nặng trôi. Bây giờ mạnh thằng quân tay sang giàu người ta cứu nặng trôi, không nước ta có nước, không gạo ta bố thí gạo, không nhà ta cất nhà cho ở, đau ốm bệnh hoạn cỡ nào ta cũng cho tiền để mình đi trị bệnh hết trơn. Thì cái đó mà nó còn thì không thấy mà sao chẳng mắt. Quý vị ở nước ngoài ở trong gì quý vị mà làm những cái Facebook mà tôi coi ha, là giúp đỡ dữ lắm luôn mà nó còn cho quý vị. Còn cái còn là quý vị chưa có biết là còn ở nhà quý vị đâu, nghèo thanh si như thể tên bay nó nghe. Đường dinh nhục buổi mai có một lát hà, ai phú quý vào đài ra cát ba đi khùng thương hết thế chặt. Quý vị hôm nay quý vị thấy thời bình an bình, quý vị thấy quý vị còn gì nên tiền để cứu vớt cái người khổ là có lòng từ bi lòng bồ tát. Chân lát nó rung chuyển như Đài Loan, nó sụp đất sụp nhà, nước nó dâng lục lên, xe du lịch coi bèo hết trơn rồi, quý vị thấy sao? Thì bây giờ cái nào quý vị có làm phước là cái nó còn. Bởi Đức Thầy nói chồng để làm dị quả thân thọ, tuy không thấy mà sao chẳng mắt, cái này nó không có mắt nó còn, mà cái còn lại nó rung nó chuyển ngang, nó quay cho mình nói ở ngoài ta la, ta nói mình nghe rõ ràng, ta nói trong cái nhà đó có người ta còn chậm chụp đất nha. Cái hai ông môi lên quay mình thấy môi lên đào bắt bỏ ra, đào bỏ ra, có thấy thay rắm không? Đó,
nhờ cha nọ bồng con vợ khóc hòa, tan nát sông ghiền khổ dữ ra, nhà không kẻ ở đâu nói trước, nếu chẳng tình lời gặp thiết tha. Đó, bây giờ nói nha, như nãy nói là hãy yên lặng để nghe nó gái gái tiều lõ mãi phi cờ. Người khôn á, thì nghe nói ngẩn ngơ, như mình thấy mình gì là mình ngẩn ngơ hơn trơn. Nói thầy nói đúng quá, đời khổ quá, đời nẻo sẵn si như thầy tên bay đường những nhục buổi mai một lát này kia nọ mình ngẩn ngơ hơn trơn. Còn á, còn cái người ngu á, nghe nói mãi ngờ khùng điên, nghe thầy nói vậy nói thầy khùng điên, nói không có. Mà hiện bây giờ cũng có nữa, nó tôi nói không có sai, thầy nói không có sai đâu. Là bây giờ thầy ông nói là ông là cha lành tất cả bốn loài chúng sanh. Đức Phật ông nói là như vậy là nó ở Nhật nè, ở Trung Quốc nè, nó ở Urina nè, ở nước Putin nè, rồi nó đâu có nói Việt Nam đâu. Thành ra mình thấy ngộ mà nói cho nó dốc. Đó, bây giờ mình nhìn ngoài góc cảnh thê đi, an nam cảnh khổ đi, là mình ăn nam nè, cũng kề bên tay à, nó không có lâu đâu. Mà không lẽ mình ta nói mình tối ngày ăn no dưng hơ lên nói chù của mâm mướt đời tờ lắm. Người ta nói mình vậy đó ha, chứ mình không biết vậy nữa. Nhưng mà lên đây nói á, mày tôi thấy có người bình luận rồi tôi gắng nói xong. Bình luận nó nói người ta nói tôi nói đúng này kia, Út nói đúng, cô nói đúng này kia, tôi gắng nói thôi. Chứ tôi không có muốn nói nữa. Người ta chê, người ta mắng, người ta chửi, người ta bình luận, người ta nói mà hơn là cái gì nữa, rồi mình đi nói hoài kia. Mình cũng nghĩ cái tình cái người kia người ta nghe đó, người ta bình luận, người ta khen mình đó, không phải người ta khen mình khoái. Cái ông ta nói người ta hợp mình là có vô duyên, có biết lời thầy nói xa, cái cô nó có duyên với Phật, với thầy, có duyên với mình. Thành ra mình người đó là mình nói, người ta điện thoại nói tôi gầm gầm luôn. Ta điện thoại người ta nói, người ta dàn nó cho số đó, đọc đó, đó. Chỗ số đó điện lợn trên thuốc làm khế làm đồ, nó nói con coi Út clip Út hoài thì kia, nói vậy đó. Giờ tôi nói nó thấy nó coi nó cũng biết tôi nói đó, có luôn á. Nó thì tôi cũng nghĩ gì mấy người đó, tôi cũng muốn nói mà bây giờ tôi không muốn nói. Tôi để tôi coi Facebook vậy đó, tôi coi cái cảnh khổ đó, ai khổ chỗ này, mai khổ chỗ kia, rồi cái mình thấy khổ này đặng thức tỉnh trần nhằm thiên tỉnh cuộc đời sắp hạ. Thành ra nó sắp hạ ra tôi coi đặng mà tôi gắng tôi tinh tấn nhắc nhở hùng bà con, ô cháy nhà cháy ra, cháy ra, không la sao cháy ra. Rồi bây giờ nhà mình chưa cháy mà mình nói nhìn thấy nhà kia kìa, gỡ xe của quả lỡ hai chiếc cháy nhà cao cửa rộng không, tự nhiên nó cháy vậy. Nó Facebook của mày bắt đi, tôi không có thêm nữa, thêm tôi bắt tôi thấy có khói có lửa, tôi tự nhiên tôi bóng lên thấy vậy. Cháy rồi người ta ngồi lộ rồi gần nó cháy xe của quả lại chữa mới được, rồi tự nhiên bốc cháy nha. Phải nhà giàu có sao nhiều thế không chưa đâu quý vị, cái câu này nhà giàu có nhiều hết. Câu này nè, thí dụ như bây giờ lúa thóc không có mà ruộng mần không có được, mà mình giàu có sao mình bị té, nó vô nó quánh mình, nó không cho nó quánh mình nha, mà nó lấy của mình nó quánh mình tà tơ bầm dập hết trời. Đó, anh sĩ nói trong lời vàng trong mộng của đoạn cuối, lời vàng trong mộng mà tôi coi mắt tôi lờ, tôi học không có được, coi rồi không phải gì xưa mà dễ học đâu. Câu đó tôi nói vậy nghe tôi vẫn ngốc liền luôn. Tôi thấy câu đó rồi là tôi tức tức không, thầy có tức tức cả ta chốn hẹn hò, chứ tôi không có tức tiền tức của tức gì hết trơn. Quý vị có tiền nha, quý vị chưa đủ ăn, còn quý vị cứ làm khước, quý vị làm khước đây mà lắc nó quý còn. Quý vị còn đâu biết không, cầu số 5 nè, ở cầu số 5 là chỗ Đức Cơ Quảng nè, là ở trong dấu ấn của Tùng có để nó nghe. Là chỗ đó chừng nó sao vui dữ lắm luôn. Chỗ đó là cái người mà biết giữ giới trì trai, bố thí trì trai giữ giới mà Phật đạo trao dầu tâm tánh lại, nó giác thiền chuyên chở lúc căng qua. Căng qua dân chúng chớ buồn lo, tức tức chờ ta chốn hẹn hò. Đó, bây giờ đó là quý vị chừng nữa, quý vị chư thần ở trên ta dò độ mình vô trong số năm này nè. Là chỗ Đức Cố đó, quý vị lúa nó tô bay về là sẵn Phật giáo sẵn dành tiền của để dựng nuôi con thảo chỗ hiền. Rồi quý vị Đức Thầy nói vậy đến chừng đó bốn phương có giặc khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Đọc gì có biết gì đâu, coi cuốn Cõi Tùng, cuốn Cõi Tùng đó, quý vị mới biết được. Mới biết được là mình ở chỗ đó, chỗ số 5 á, rồi mình mới dòm bốn phía có giặc giả trên. Mình là người trì chay giữ giới, ăn chay cúng lại niệm Phật, làm phước làm lành thì Đức Phật gom gì đó trời. Đang cho mình có ở chỗ mình ăn, mình chờ ngày là mình đi vô Hội Long Hoa, mình làm con dân Phật quốc hưởng sự thái bình. Ngày mai này quý vị mà làm phước được, gán giữ bền hoài nó em.
quý vị chị trai ha, quý vị đừng có nghĩ cái đời này là thơ là mộng vậy chứ. Quý vị thấy ngày nay chưa biết ngày mai, ngày nay tỉnh ngày mai thấm sầu. Quý vị thấy tôi nói hồi năm mèo năm dần năm đồ, quý vị thấy không, đâu có là giữ thần đâu, mà năm nay thấy lạnh mình luôn. Bước đầu qua năm hình này nó thiên tai lửa cháy gì tùm lum hết trơn, khô hạn hạn hán gì, nước ngoài cũng có hạn hán luôn. Mình bắt lên coi cái người đời á, cái người đời là người ta cũng tiên tri, người ta nói người ta cũng nói tới đâu, tôi quay cảnh mình thấy hai mặt trời cũng quay cho mình thấy, mà cái nón đỏ trên trời đỏ lờm, tự nhiên sao có cục mây kỳ cục là lắc đầu đó có tai nạn liền. Rồi nắng lửa nắng ở dưới nó nóng, đâu không biết cá nó dồn lên nó chết hào 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 hào, nó dồn lên một cục bèo quá trơn luôn, như diều như rìu như gác gì. Tôi không có, tôi thấy đâu mà tôi nói đó vậy, nó thấy cá cũng khổ, mình cũng khổ, con vật cũng khổ đó. Rồi bây giờ nó quay cho mình thấy nghe, từ đây lên bắt chút thôi là bây giờ nó nắng này là khô cây hết trơn, trời lá không còn lá che che chút gì chứ, măng gì không lấy còn mấy. Tôi quay cho tôi thấy, tôi nhà tôi bắt tôi thấy nghe, nó khô nắng mà nó đất nó dở lên như gạch tàu dở lên vậy nè đó. Rồi mà còn thêm ba cái cây hai bên nó chết khô hạn hết trơn luôn, dữ lắm luôn, đủ chuyện khổ hết trơn đó trời, không phải là một chuyện đâu. Quý vị nhìn cái đời này đi, quý vị thở không muốn ra luôn, cứ thể muốn ngợp thở luôn. Mà tôi ở đây tôi chưa có cảnh gì khổ trơn, mà tôi coi Facebook là tôi muốn ngợp thở, tôi muốn hầm thở như ra luôn, sao mà nó còn dữ dội hơn năm rồi luôn. Rồi nó khổ hôm nay nó khổ dữ dội đó. Bây giờ quý vị thấy cái khổ không, quý vị bắt lên đi. Bây giờ tôi không có chịu quay, mà tôi không chịu coi ai nói nha, tôi mở lên ra sống nhân trình nè, tôi thấy là ba riêng sống nè, tôi thấy trong đó tôi lên điệu cho tôi mở, tôi nghe là tôi thấy ngoài sức của tôi nói luôn. Ngày xưa tôi coi cái đó không, ngày xưa tôi chưa vào bình tôi coi là đời thượng nguyên, tôi coi là tận thế hội long qua, tôi coi sống chân trình, đức thầy giải sống chân trình cũng gì bắt tôi gì nghe coi chứ còn gì nữa. Đức thầy nói kêu chuyện bên thầy trong đời đất mình tam châu ngũ ngạn lũy nhỏ xa, bây giờ miếng đạo kinh về nhà nước mình đọc cho, bây giờ đang chống cự dữ dội, không biết im mong cũng biết nghe, bây giờ đang chống cự, mình đang theo dõi coi. Bây giờ thằng Bullet á, con ông xin nó đào đó, nó đứng với Trung Quốc gì nè, hai người sát lại là Trung Quốc đưa tiền cho nó đang đào con kinh đó, múc con kinh nó lên đó. Quý vị nghe kỹ không, nó nói mà tới chứng minh hai người đứng luôn, nó phải người ta nói mà nó nói như cái miệng đầu là ông xin ông càng gần Tập Cận Bình ta cần gần gũi nhau, ta tài trợ với nhau, người ta chiến tranh sắp tới. Quý vị nói nha, thì tôi nói tôi không muốn nói thì tôi sợ tôi không dám nói. Quý vị tối ngày quý vị nói người ta nói như vậy không, còn quý vị hiện giờ cơm ăn ngày 2-3 buổi, ăn sáng ăn tối rồi ngày 4 buổi rồi, rồi quý vị thấy thảnh thơ lắm, quý vị đang vui chơi lắm. Bởi thầy cũng nói chúng sanh còn cười đâu có về đâu, chừng nào chúng sanh khóc còn cười. Từ đây tới hết năm thành này qua năm tỷ đủ, quý vị thấy khóc gầu, thầy về gầu quý vị thấy khóc gầu. Rồi bây giờ đó là đời người ta kêu chứ không phải đạo nói nghe, đời nó cứ quay lên mình bắt mình nghe đọc đẹp tập hiệp, tập tâm hiệp hoài tôi nghe. Nói bây giờ đó là sấm trận trình á, cái bà tiên tri của người nào đó nói là để cái hình ông Tập Cận Bình ngang rồi mình mở lên, cái lời tiên tri của ông đó mở lên là ông nói là cái năm cái tập tâm hiệp nó sẽ bể. Hồi đó giờ ai cũng chưa tiên tri, ai kêu nó tập tâm hiệp bể, nó bày ngang nói bao nhiêu, bày dài nói bao nhiêu là không bao giờ mà để được cái tập tâm hiệp đâu. Nhưng mà sống chặn trình ông nói cái ngày tàn của Tập Cận Bình nó hen là xuyên lục địa nó, hạt nhân nó bắn ra cái tập hiệp này nó mới bể. Thì nói như vậy thì đức thầy ông nói ngày xưa đó, thầy ông đâu có nói mấy cái từ sự này đâu, thầy ông nói chỉ ông chú Út á, Úc của chú Út của thầy nói vậy chứ chẳng sao nữa, nó tới chẳng sao đó, nó tới chẳng sao đó, nó chừng mà đốn chẳng sao xuống là nó 70 mét. Rồi chuyện bên thầy, đức thầy đi dẫn đi với núi, thầy nói chừng nữa nước nó ngồi ngập tới núi. Tài sư nè, bà đỡ ôm nè, ngồi cho nó két rửa tay, nó két ngồi rửa tay, nước nó tới đó mình ngồi mình rửa tay. Thầy không tiên chi gọn vậy thôi, nhưng mà bây giờ cái đập tâm nghiệp này nó tràn nước lên đây nó mới có 70 mét, chứ không mà nó 70 mét là cái gì. Mà bây giờ quý vị biết sao không, tôi coi trên mạng từ sự nó kêu gì nè,
Bây giờ quý vị sao biết sao mà nó không có nước mà nó hạn hán không? Bây giờ hàng Trung Quốc nó mở thêm mà cái đập Tam Hiệp này là nó lớn bằng 3, bằng 4, cái đập Tam Hiệp 4 này. Bây giờ nó mở ra nó bắt đủ thứ mà ta nói mình ta quay cho mình thấy nghe. Chứ phải mà nói cho mình thân thơ đâu. Bây giờ cái hàng Trung Quốc á, nó mới làm gì cho mình mà không có nước uống. Đó, bởi vì ông ba nói đừng ham Mỹ chúng hiếp cô, sơn băng kiệt thủy cũng chết khô bây giờ. Nó muốn khô là nó khô tới hạn gì đó, không có nước uống gì đó. Giờ người ta đem buôn thí nước gì đó, đừng làm buôn thí nước gì để thấy không. Nói chừng mà nó nước rồi lên 70 mét. Bởi bây giờ đời bây giờ không có biết chuyện ngày mai đâu, ngày nay yên tĩnh là ngày mai thấm sống. Bây giờ mình chỉ biết là nó mình coi được sự đặng mình hiểu được rồi mình cúng lại, mình niệm Phật. Mình ăn chay, mình giữ giới. Đó những người giữ giới mới được gặp thầy. Những người mày lên nói mà nói để mà coi ha, nói để kiếm tiền những bạc, tôi không có biết. Tôi chỉ mong sao cho quý vị đồng đạo mà có nghe quý vị đi về, quý vị mở trong cái máy quý vị nghe là sấm chặn trình Đức Thầy giải giải nghĩa sấm chặn trình. Ha, là quý vị thấy người đời người ta nói nha, người ta nói tới đâu tiếng mình tới đó nói nha. Mà hai mặt trời hay nói người ta tối tối tự nhiên mình một giờ trưa mà nó tối kêu bằng đêm vậy đó hen. Tàu ô người ta kêu đủ thứ hết trơn, tôi quay giùm thấy hiện tượng hết trơn trọn. Quý vị thấy cái đó là quý vị niệm Phật đi. Quý vị muốn tinh tấn á, quý vị mở mấy cái đó mà coi. Đó, rồi quý vị phải lo niệm Phật niệm trời. Quý vị không có xí cái đời này làm cái gì, quý vị ăn chay không nổi cũng gán mạng. Ăn chay đi. Ăn chay nó chết nổi. Ăn mặn nó chết chìm. Là quý vị, tôi hỏi quý vị nè, một ký thịt với nắm rau quý vị thấy xong thịt chìm hay rau chìm? Thì thịt nó phải chìm rồi, mà quý vị rau nó phải nổi rồi. Thì bây giờ ví dụ ghe chạy ngang nó chìm đi, đâu phải là ta chạy ra ta thấy cái gì nổi lên ta vớt tiếp cho cái gì chìm, mình không thẳng lặng sao chứ người ta đâu có giúp mình được đâu, phải không? Còn bây giờ lúc này ông nói là dân thù Bồ Tát từ bi, kèo thiền bát nhã rước thị trần gian, gió đưa lướt sóng bùm lan, ước người tu niệm mà xe sang thị tình, ai mà ta dạy chẳng dình nữa sao mình thật mặt mình niệm đi. Quý vị ăn chay nè, niệm Phật cúng dại làm phước làm lành đi. Quý vị dẹp danh dẹp lợi đi, dẹp lợi danh dẹp hết mộng sầu đặng trở lại với cha cùng Chúa. Nếu chẳng nghe cũng như lá úa vàng nó rụng người ơi, không có còn đâu, không có còn cái gì đâu mà đừng mộng mơ, đừng có nói là học tiến sĩ, học kỹ sư là học cái gì, bác sĩ gì cũng tương lai đâu. Mà con mình có đậu bác sĩ giờ quý vị thấy cũng không có hết ham đâu. Cái năm 2001 cũng thấy tôi cũng đứt ruột rồi. Cái gì chở vô tấp nập chở người ta chỉ mình biết, mà tự nhiên cái cô y tá của xỉu 4 năm y tá lại hấp hô hấp nhân tạo. Hô hấp nhân tạo, cảm ơn cái chỉ bệnh cho mình mà người ta xỉu gì, biết không? Cho nên mình phải tự tu mình. Mình uống giấy vàng nó cúng, mặn ngữ giấy vàng nó cúng, phải ăn chay trì giới niệm Phật làm phước làm lành. Thì con Phật độ cho nước lã lên hồ, thủ tâm chứ nước cam lồ Phật ban. Chứ bây giờ mình vô bác sĩ đi cứu chị không? Ta cứu thì chị nó gì không có thủ ngồi luôn. Cứu chị đợi bác sĩ cứu rồi giờ mình đưa đi còn phải sang tay ngồi nhìn nữa. Đau thì này á, đau nhiều chứng gì thì khó kể. Không có kể nổi đâu, bây giờ nó gấp mấy lần rồi chứ. Quý vị phổi trắng đó nha, là mệt là đi mệt đi rồi. Giống như trùng thường tục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải liền. Bây giờ cái kè một đống nè, đống lá phấu tôi bẻ về kìa. Chị dâu tôi nói nha, là cái hồi cô rút á, tôi na đó, năm 2021 đó, bẻ cái lá này vô nó uống. Nó không có mệt, ở hổm tôi nói chuyện tôi mệt chứ lắm luôn. Có thể nói tôi hụt hững luôn. Tôi đau chị tôi cho tôi uống giờ chịu tôi đem gì quá trời luôn, nấu một bình thì hai nước hai lá gì uống thì tự nhiên nó khỏe, nó không có mệt. Thì này tôi nói chuyện tôi thấy tôi ít mệt luôn. Bây giờ mình lo thuốc thang thẳng giấy thật trời, một lát nữa đi nhà thương không có chỗ nằm, không có đi kịp đâu. Bây giờ con tôi đi về nó mẹ ở Long An, năm người chết hết nhà mà bác sĩ chưa lợi, chưa có ai lợi nên sát tử bất kịp, ở đâu nấu luôn chừng 3 cái số rồi. Ông học chồng ông nói là chụp năm 2019 á là nó bắt đầu bùng nổ corona. Bây giờ hết cái 2019 qua năm 2020 là năm tính là mình ở đây ít, với nước ngoài nó rất là nhiều. Qua cái năm 2021 là con trâu là mình rất là nhiều, mình á là phải tải nó rất xe gì, còn ở ngoài này để xe nó chạy lên để chừng 3 cái số, hơn 3 cái số. Sư cô đứng hai bên đọc
tụng kinh cầu siêu cầu đồ, cứ sát đem vô theo bà siêu cô có đứng ngoài mà tụng hoài, thấy đức ruột có chức lòng từ bi bồ tát bá thương vong hồn của chúng sanh, thấy nó tới đâu đức ruột tới đó. Ông Phật Trầm ông nói tôi còn đây chưa biết khổ đau năm tí, Trần Đức Lích con trâu phá cổng hết cái năm tí, tới năm con trâu nó phá cổng, cổng cầu cũng phá, cổng trường cũng phá, cổng công ty gì nó phá hết trơn luôn đó. Đến chừng đó thay thơ chồng đóng đời hạ ơn tiêu diệt còn chi, nó sàn nhiều lần nhiều nổ thông gion lọc đường gạo cậu như son đỏ điều, nó sàn bây giờ hồi năm 21 nó sàn một lần gạo. Rồi Việt Nam mình đó, rồi nó chẳng tới nè, chẳng tới là nó đau phổi nè, phổi trắng nè, nó sàn cái nữa phổi với tim. Bây giờ đài nó kêu đó, ông Phật ông nói là giống vi trùng thường đục phổi tim, đến cơn đau phương tiết thuốc phải tìm. Thành ra bây giờ đó là bác sĩ á, người ta lo chuyện cho mình, nhưng mà đi sao tới trước, ai trước làm trước, ai sao làm sao. Rồi tới chết thì họ đem nữ thiêu, và còn 3 cây số trên 3 cây số nữa. Rồi có đâu mà thiêu cho kịp đâu. Mình chừng hết chuyện bệnh nó ngưng rồi, người ta thao hết ở ngoài, người ta mới khử nghe sàng. Rồi người rổn, đem ta thiêu. Thiêu hết 2021, bây giờ nó bớt rồi. Bây giờ người ta sống chung với dịch là mình đau rồi mình chịu. Mình nơi đó mình cũng phải chịu, mình chết mình lo ơn mình, chứ không nhà nước không còn thiêu gì nữa hết trơn. Nhà nước không còn lên tiếng rồi, không còn lo cho mình nữa, tự mình lo cho mình. Mình đi nhà thương ơn mình là lo ơn mình, chứ nhà nước không còn lo. Mình phải có bảo hiểm mình cho nó đỡ chút đó. Rồi giờ quý vị lo cái gì, quý vị làm khế đi, khế chua đó, quý vị làm nhà nào quý vị cũng làm 2 ký đi. Quý vị đem dịu dị ngửa khô gáo với sắt một lớp khế, rồi một lớp gần lớp đừng phèn, lớp khế, lớp gần, lớp đừng phèn. Và quý vị làm đã hết 2 cái khế, cái mũi keo thủy tinh á, thay mũ nó ra cái chất mũ nó bệnh hoạn ha. Là tôi nghèo, tôi không có keo thủy tinh, tôi không mua nổi. Thành ra quý vị nhà quý vị cũng nghiện mua cái keo 2 ký, rồi quý vị làm đầy keo đó đi. Tới cái lớp chót quý vị để đừng hàng thật nhiều đi, rồi tự nó gịnh ra. Rồi quý vị lớn á, thì quý vị nhai cái nó gần với khế, quý vị nhai đi. Nó đau đi, nhột ngứa đây nè. Tôi nói khao khát khát đó. Mà bây giờ tôi làm nó bớt dữ lắm rồi. Còn quý vị đây cái nước đó cho con nít nó uống, cho những người già cả người ta không có biết nhai nữa. Còn găng cho tôi uống đi, mình hy sinh. Tôi là hy sinh ăn cái không. Nước tôi cho chứ cái tôi ăn kiêng không, bị gì ngày xưa. Tôi đau này mấy chục năm rồi, tôi đau phổi chứ. Đó, tiên phụ quản tôi khao khát, tôi khế tôi sắc thơ thương.